Jolly Mac Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị khán giả ơi, lại một tuần nữa trôi qua rồi mà Văn Khoa xin được chào tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ẩm thực kỳ thú. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Cảm ơn nhãn hàng Jolly Mac Foods đã đồng hành cùng chương trình. Hiện tại Khoa đang có mặt tại Sóc Trăng. Là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, nằm ngay cửa nam sông Hậu, nơi đây có sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Hoa, Kinh, Khmer và người Chăm bản địa. Do vậy, Sóc Trăng có những tín ngưỡng và phong tục độc đáo. Sóc Trăng nổi tiếng là điểm du lịch hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước khi đem đến cho du khách những trải nghiệm miền quê mới lạ. Khi tới đây, ngoài được tham quan những ngôi chùa nổi tiếng, những địa danh có cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, những lễ hội độc đáo, du khách còn có cơ hội được thỏa thích thưởng nghiệm trái cây tươi ở những miệt vườn đầy nắng. Thời điểm tốt nhất để bạn du lịch Sóc Trăng là vào khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm. Vào dịp này, bạn không chỉ được tham quan, khám phá những địa danh nổi tiếng với bầu không khí dễ chịu, mà bạn còn được tham gia vào lễ hội Ốc Om Bóc. Hứa hẹn rằng ngày hôm nay Khoa còn đưa quý vị khán giả khám phá nhiều nơi thú vị, nhiều món ăn ngon hơn nữa. Nhưng để cho tường tận hơn thì ngày hôm nay Khoa có mời tới đây riêng một hướng dẫn viên du lịch, và anh ấy đang đứng học bài ở đằng kia, anh Dương Lâm Đồng Nai. Dạ chào anh. Dạ ngày hôm nay anh đi du lịch mà sao anh cứ quay vlog hoài vậy anh Khoa? Đây là mình phải lưu lại những cái kỷ niệm, hiểu, những cái góc mình đã đi tới để sau này phát cho coi lại để nhớ lại mình đã tới Sóc Trăng. Dạ chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Sóc Trăng quê hương tôi. Anh ơi, anh đã sẵn sàng đi tham quan khu du lịch đây chưa? Sẵn sàng từ tối hôm qua rồi. Nếu như sẵn sàng, chúng ta còn chần chờ nữa, cùng nhau tham quan. 1, 2, 3. Anh ơi, anh đi đâu đây? Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh đi đâu đây, tự nhiên bỏ em. Vâng, chúng ta đã tham quan xong rồi ạ. Ủa, đi trốn nợ hả? Dạ, mình đi tham quan. Tham quan cái kiểu gì mà chạy một vòng không thấy được cái gì hết, say sẩm hết mặt mày à? Dạ, đó chính là màn khởi động để cho máu huyết mình lưu thông. À, là chạy một vòng vậy hả? Dạ. Chúng ta vừa chạy quanh một ngôi tháp trong ngôi chùa được mang tên là Butum Vong Sa Song Rong. Tên gì? Butum Vong Sa Song Rong. Hai lần đọc khác nhau nha. Không, chơi một lần đó. Lại nhưng nào? Mà nó quá dài. Cho nên những người dân bản địa ở đây người ta đọc ngắn gọn là Sông Rồng. À, Sông Rồng à. Dạ đúng rồi. Thì ở đây thì có đúng 200 ngôi chùa cho ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa. Nhưng trong đó là Khmer đã có 92 ngôi chùa rồi. Dạ thưa anh, Sóc Trăng được mệnh danh là thủ phủ của những ngôi chùa tháp ạ. Anh thấy những ngôi chùa tháp đâu mà? À, anh thấy em à. Ngoài cảnh chùa ra thì tôi rất muốn được gặp người Khmer để trò chuyện giao lưu với họ. Dạ, tại vì cái tour anh book em là được đi coi cảnh thôi. Còn nếu mà muốn giao lưu với những người dân bản xứ ở đây hoặc là mình trò chuyện với những người Khmer không, thì... Thôi, được rồi, tiền đối với anh không thành vấn đề. Dạ. Vì có lẽ đây cũng là lần dẫn cuối của em. Em không có năng khiếu làm hướng dẫn viên. Không, bây giờ em nói cũng như em nhiệt tình quá mà sao? Rồi. Ủa em ơi, kia hình như là có ai kia đúng không? Dạ mặc đúng rồi. Kia có phải là đồ của người Khmer không? Dạ đúng rồi, với trang phục đó ắt hẳn là người Khmer. Chúng ta cùng qua bển giao lưu với hai người họ ạ. Đi. Đi anh ạ. Cố gắng lên nhá. Nước mắm Jolly Mac đậm vị cá cơm, thơm hương truyền thống. Jolly Mac Food, gia vị cuộc sống.
Chùm riệp xưa. Chùm riệp xưa. Là cái gì? Là xin chào á. Chùm riệp. Đừng chùm ruột, chùm riệp. Chùm riệp xưa. Chùm riệp xưa. Khoa. Chùm riệp xưa. Khoa. Lâm. Có nhung chùm ta say ha. Say ha. Say ha. À tên là nhung chùm ta mặc ra. No. À đấy. No mô chùm mô cái lệnh ấy sọc trang này cứ chìa phung sọc rồi bọc cái nhung. Say ha, Makara. Anh là hướng dẫn viên du lịch, anh phải nói chuyện với người ta, em là khách thôi mà. Em chưa học tiếng Khmer thì bây giờ sao ta? Bởi vậy bữa nay dẫn lần cuối là đúng rồi. Dạ thôi bây giờ mình đi kiếm hướng dẫn du lịch nha. Đi. Khoan, em biết nói tiếng Việt mà, đâu có cần phải thông dịch đâu. Ủa, em nói tiếng Việt hả? Sao nãy giờ em không nói gì làm tụi anh rung chết, không hiểu em nói gì. Hồi nãy em nói một cái tràng dài là em nói gì vậy em? Em nói là xin chào các anh. Em tên là Makara. Em hiện tại em đang sống ở Sóc Trăng. Dạ còn anh hồi nãy là anh nói cái gì vậy? Anh giới thiệu là anh tên là Sayha. Sayha. Bạn anh tên là Makara. Sayha. Makara. Tên đẹp quá trời. Ở đây là hai người yêu nhau đúng không ạ? Đang tìm hiểu đang nhau. Đang tìm hiểu. Ở đây là mình mặc bộ đồ trang phục này là truyền thống của người Khmer đúng không ạ? Đồ truyền thống đi chùa anh. Ui lộng lẫy quá, là chỉ có đi chùa thôi hay là mình những dịp chùa, lễ Tết hay đi chơi gì? Đi chùa được, với lại đi dâng bông đi dừng đó. Đợt rồi đi dâng bông á, anh biết dâng bông không? Dâng bông lên Phật á. Đúng rồi, dâng bông, đúng rồi. Còn ví dụ đám cưới của trai gái Khmer có mặc đồ này không ạ? Có nhưng mà nó tựa giống vậy thôi chứ không có giống vậy. Trai thì mặc đồ này cũng được, còn gái thì đồ nó kiểu lồng lộn, là nói chung là mặc vào những dịp quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Chờ hỏi anh tới Sóc Trăng để làm gì ạ? Thật không giấu gì anh, chúng tôi đang gọi là đi tìm hiểu những văn hóa cũng như là những di tích ở Sóc Trăng. Dạ, hai anh có sẵn sàng anh với chị có sẵn sàng giúp đỡ tụi em không ạ? Dạ. Có chứ. Anh là mình sinh sống ở đây lâu chưa ạ? Hay là anh cũng mới sống ở đây thôi. Anh sống ở đây từ nhỏ rồi. Dạ. Nhà anh là có mấy người ạ? Em hỏi kỹ vậy. Em hỏi mà, tại nhìn anh dễ thương á. Cũng đông, ba má đầy đủ. Anh có thể hát tặng em một bài hát tiếng Khmer được không ạ? Ok chứ, Makara, em hát đi. Em hát một đoạn nào đó của những người dân Khmer cũng được. Dạ. Sronoka cho chnam pum knyom srei srei kromom rong vong loka. Sronoka cho chnam pum knyom srei srei kromom rong vong loka. On cho rom luoch mơ song sa anan pum ngia tuk phnek on ho. Pro bong oei som bong a so on rom kinh cu dòng prang chun đai. Wow. Makara, em có thể giải thích nghĩa cho các anh không? Lát anh sẽ hỏi anh nữa đó. Em giải thích nghĩa cái bài hát đó đi. Ủa tại sao anh là người bản địa ở đây mà tại sao anh không hiểu là sao vậy? Có lẽ là do cái anh nói chuyện hơi kém một tí. Giải thích cho các anh hiểu đi. Cái bài này là giống như là con gái đi chùa múa đặng lấy tiền để cho mẹ vậy đó. Nói gì tâm lòng hiếu thảo đứa con. Em ơi, em hát tiếng Khmer rất là hay. Không biết bây giờ em có thể hát một bài hát nào mà tiếng Kinh được không? Dạ được. Được luôn hả? Ê, giờ hát xong ca luôn. Anh có thuộc bài gì tiếng Kinh không anh? Có, bây giờ nãy là bạn Makara của Sayha đã hát một ca khúc gọi là truyền thống ha. Dạ. Mà sẽ hát một ca khúc của người Kinh cũng về những câu chuyện cổ tích truyền thống. Wow. Ca khúc này rất là hit luôn. Hit. Mình biết tiếng hit, chữ hit là tại vì thôi nói ca khúc. Khách du lịch như bạn đã đi nhiều á. Dễ thích nhiều quá. Bài hát được mang tên gì ạ? Bóng bóng bang bang. Wow. Xin mời ạ. 2, 3. Bông 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 bang bang lên ăn cơm bạc nhà ta. Bông 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 bang bang chờ ăn cơm bạc cháo hoa nhà người. Phải. Biết ít lắm, chỉ như đó thôi. Cái bài đó em hát cũng được cái khúc đó đó. Sao hay quen quá đúng không? Quen à? Quen. Biết ai không mà quen. Giống một người bạn ở trên thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi, đồng nghiệp với tôi. Mang tên là Will. Will? Will. Em có biết Will không? Dạ biết. Vì là em thử miêu tả về cái ngoại hình anh ấy có đẹp hay không? Đẹp. Wow. Đẹp giống anh vậy đó. Giống anh à? Còn cái tâm của anh á, cái tính tình á. Cái tâm của anh nét á. Dễ thương.
Vậy là em mới chỉ coi trên tivi thôi chứ em chưa gặp ngoài đời. Tụi anh thì đi làm chung, anh nói chung là tính cũng không được lắm. Và ảnh nè. Má trời, xả dài vào đây đi. Will, tên thật là Nguyễn Tuấn Anh. Anh được biết đến là một nam ca sĩ của nhóm nhạc 36 năm. Sau khi nhóm tan rã, Will có những bước đi thành công trong cả sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất. Những bản nhạc nổi bật của anh được nhiều người đón nhận như Tận Cùng Nỗi Nhớ, Do Em, Do Anh, Do Ai. Bên cạnh đó, anh còn gặt hái được thành công qua các phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể hay Em Chưa 18, vân vân. Không, nhưng mà đóng được á. Ra dáng nha. Không, quý vị khán giả ơi, nói tiếng Khmer rồi cử cái phong thái rất là ra luôn á. Có hai học được cái hai câu Khmer thôi. Ừ. Với thì là chào với hiệu tên. Nếu mà như mà anh Dương Lâm mà với hiệu tên là sao? À, chùm điệp xua, cái nhóm chùm Dương Lâm. À là cũng tên là Dương Lâm luôn à? Cái tên mình là biệt danh riêng, đi tới đâu mình cũng... Này thì rất là cảm ơn em đã chỉ cho anh Will nhập vai vào một chàng trai Khmer. Và thật sự là nãy giờ là em tưởng là chàng trai Khmer thật. Không nhận ra là Will luôn á. Bình thường á, Will nó bị lúng. Với lại bữa nay đẹp trai. Đẹp trai. Cứng, nãy giờ bị cứng, gồng. Gồng lắm nha. Rất là gồng luôn. Tại vì á, thực ra anh nói thiệt, bộ đồ á, thì tại vì lần đầu tiên em mặc bộ đồ Khmer ha. Nên là nó hơi, cái quần nó cũng hơi khó di chuyển. Nên là cũng khó đó chứ. Nhưng mà đẹp, mặt đẹp trai, đẹp. Em cho anh hỏi là Khmer đặc sản là gì vậy em? Khmer đặc sản nè, bún nước lèo. Bún lèo ngon à? Đúng rồi, bún nước lèo. Đi tới đâu anh đi tới đâu cũng ngon, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi gì nữa? Với lại ở Sóc Trăng này là đặc sản là bánh bía. Bánh bía đúng rồi. Bánh bía Sóc Trăng. Vậy thôi em xin phép em lên chùa có việc chút nha. Rồi. Tạm biệt Mascara. Tạm biệt tiếng Khmer là gì em? Chùm điệp lìa. Chùm điệp lìa. 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 Chùm điệp lìa. Nhẹ nhàng, dễ thương, dịu dàng. Bây giờ đi ăn cái gì nè? Bây giờ quan trọng là ăn cái gì nè? Đói rồi. Vậy thì chúng ta cùng ăn lèo. Bún nước lèo. Đúng rồi. 2, 3. Bún nước lèo. Tới rồi Hải Lâm. Bún nước lèo cá đồng Sóc Trăng. Bún nước lèo cá đồng Sóc Trăng. Sức khỏe là số 1 luôn. Khách hàng số 1 ba ơi. Ôi dạ con chào cô. Chào. Dạ con xin tự giới thiệu với cô. Con tên là Lê Vũ Lâm, đến từ ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. Dạ con là Huy, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con là Mạc Văn Khoa, đến từ Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương ạ. À. Dạ. Ở đây là mình bán là món gì cô? Cô chỉ đây chỉ bán bún lèo thôi. Bún nước lèo thôi. Duy nhất là bún nước lèo. Dạ, cho con ba tô đặc biệt. Dạ. Rồi, ba tô đặc biệt. Dạ. Rồi mời ba con ngồi. Dạ bún nước lèo là mình bỏ cá với thịt đó con. Cá thịt té tô thôi. Tô của con nhiều thịt nha. Rồi. Tép nhiều con luôn. Con đẹp trai cho nhiều. Tô con ít bún rồi. Ít bún thôi. Cho nó nhiều bún. Rồi. Rồi. Bún luôn. Để con bưng cho con tự phục vụ được không ạ? Được luôn. Mình tự mình bưng hiểu không? Từ để chị bỏ rau riết đồ. Hay chen quá, hay chen quá. Phải xếp hàng, văn quá xếp hàng của bạn đâu. Đói anh. Thèm chen trước. Em ơi, em đằng sau em bên này hả? Chen. Ít bún là của bạn nè bạn ơi. Đây. Cô cho con hỏi là cái nước lèo của cô là mình nấu ở cái mắm, loại mắm nào cô? Mắm sặc em. Mắm sặc. Cá sặc á hả? À, mắm cá sặc nha. Mắm cá sặc. Dù nhiều khi mà hết cá sặc mình nấu cá khác đúng không cô? Không được. Phải đúng là cá sặc. Cá sặc thôi. À. Đúng rồi. Còn cá bên trong kia là cá đồng là cá gì cô? Cá đồng là cá lóc đồng. Cá lóc đồng. Bữa rồi hết cá lóc đồng mình thấy cá rô đồng đúng không cô? Hết cá lóc đồng thì mình bán thịt với tép. À vậy ha. À, ai là người đứng ra nếm đồ quán này cô? Đây. Cô. Mặc dù con chưa ăn nhưng mà con nhìn cái thần thái cô toát ra con có vẻ là cái tô bún này nó sẽ ngon lắm. Dạ. Mình đỉnh quá. Không phải con. Em thật mà. Chứ đâu như anh cái mặt anh này, mà anh bán là nhìn nó không ngon rồi. Trời ơi. Vậy đó hả? Bán hàng nó vậy đó. Nói gì nói, để thịt cho anh. Chị tên Duyên. Quá Duyên. Duyên dáng quá trời. Dạ nếu như mọi người đến đây thì mọi người nhớ order chị Duyên. Dạ chị này nấu tên gì ạ? Bỉ. Chị Bỉ. Chị Bỉ, chị Duyên. Dạ cô áo bông ơi. Dạ cô tên gì ạ? À? Tên Nga. Cô Bỉ, cô Duyên, cô Nga. Ba cô thật đẹp. Ba cô chụm lại. Ba cô chụm lại. Nước lèo ngọt ngon. Hay. Mắc cười. Mắc cười quá.
Dạ. Trời ơi, có thật tình vậy sao cô? Sao không giả tay vô cho lắm? Dạ không có duyên á, không duyên dáng gì hết trơn. Duyên dáng mà thích lắm á, quảng cáo quá trời luôn mà. Trời ơi, quán nước lèo mà nó cần người quảng cáo không cô? Cần á. Dạ, lấy con báo giá. Cảm ơn cô. Wow. Đây. Trời ơi, cái mùi mắm nó sọc lên. Cảm giác đói nó ùa về. Một miếng chanh. Cảm ơn anh. Một miếng chanh. Thank you. Vừa thôi. Nặng vô. Ớ con bạn. Ớ không? Đâu đi không coi nè. Cô này là gì vậy cô? Nước trà, nước lọc. Nước lọc em. Nước lọc. Thôi con xin phép mời ba cô tụi con ăn nha. Rồi dạ. Ăn đi. Anh Lâm, cho em xin một ít nước mắm để chấm cá với tôm. Ủa, rồi vừa ăn rồi mà cũng nêm nữa hả? Trời, còn nước chấm vắt chanh còn nữa, chấm nó mới ngon. À, là cái không biết ăn ghê rồi. Rồi, chấm đúng không? Này, của em đây. Đây, rồi. Của em nha. Hiểu không? Nào, đấy. Trời ơi. Rồi. Với cái này thì phải bỏ thêm miếng ớt vô nữa. Wow. Cay dữ ạ. Bắt xíu chanh nữa. Đúng rồi. Nó phải chua chua vậy đó, chấm miếng tôm á. Đúng rồi. Dạ, tụi con ăn buồn quá, ăn không ngon miệng gì hết trơn á trời. Con ước gì, con khao khát có một cô ngồi đây để cùng trò chuyện với tụi con. Đây cô, đây ra, đây. Xuất hiện. Cô Bỉ, cô Bỉ nè. Con vừa xin, định xin thêm rau ạ. Thêm rau. Cái giá này ngon quá, nhìn nó biết là... Giá này đấu nhà. Dạ, cho con hỏi là quán này mình mở được bao nhiêu năm rồi cô? Hơn 6 năm rồi. Có mấy chi nhánh cô? Hay là có một cái này thôi? Hồi đó thì có một chi nhánh nữa nhưng mà bán nhiều quá, đông quá, đắt quá, rồi làm đâu kịp lắm. Trời ơi. Tức là người ta là thường thường người ta đóng chi nhánh là bởi vì người ta bán ế. Đắt quá, bán không nổi. Dạ, đúng rồi. Dẹp bớt luôn. Dạ. Mệt lắm đâu làm nổi. Ôi, chịu nổi không? Cô thường ngày là từ mở từ mấy giờ tới mấy giờ con? Từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Bún nước lèo này con ăn nó hơi giống bún mắm ấy thì nó khác nhau như nào ạ? Hơi giống giống thôi nhưng mà bún mắm thì mắm nó nhiều hơn. Nó đậm đà hơn. Đúng, nó đậm đà hơn. Bún nước lèo này mình nấu xong rồi mình lắng lại, mình lấy cái trong trên nước thôi. Trong rồi. Nước trong thôi. Ở đây là tổng cộng có 3 loại là tôm với lại thịt heo với lại cá cá lóc. Đúng rồi, cá đồng. Dạ. Con thấy sao mình không có làm chế rồi thêm ví dụ chả cua rồi chả lừa qua đồ vô được không cô? Trên thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều chỗ đó họ chế em ăn chả luôn. Dạ đúng có rồi. Chả nữa. Nói chung là cái món bún này thì tùy theo chỗ bán thôi, nhưng mà nếu mà ăn đúng của nó đó là chỉ thịt quay với cá với tôm thôi. Đúng rồi. Mình cứ phải giữ đúng cái nguyên liệu truyền thống mà nó mới ngon. Đúng rồi. Cô còn rau là vừa gồm những loại rau nào để ăn kèm con? Rau muống, bắp chuối, rau thơm. Dạ. Dạ. Thấy có rau răm nữa không cô? Có. Cái món bún nước lèo ấy, ngoài là để giúp chúng ta ăn ngon miệng ra thì khi nhìn vào tô bún ấy, con có một cái cảm giác ấy, món ăn này như là một món ăn đoàn kết vậy cô. Nó có sự đoàn kết. Nó có sự kết hợp của ba dân tộc đó là Kinh, Khmer và người Hoa. Đó, đây này, cái xá xíu. Đúng rồi, xá xíu của người Hoa này. Cái tôm thì của người Kinh, còn cái mắm á là của người Khmer. Hay quá. Thế nên là cố ăn hết nha. Đúng rồi. Rồi giờ ba đứa ăn ngon miệng, cô đi ra ngoài bán nha. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô nha. Rồi, chúc ba đứa ăn ngon miệng. Lúc nào cũng đông khách ạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô dễ thương quá. Lần đầu mới nghe được cái chuyện mà bán đắt mà dẹp bớt đó. Đúng rồi. bị sốc luôn. Sốc đúng không? Bởi vì là nhiều khi không có việc làm á. Thôi bây giờ mọi người tranh thủ đi ăn đi. Cái này là coi như bữa chính của mình. Sau khi ăn bữa chính này thì Lâm dặn hai bạn đi ăn một món cũng đặc sản đây luôn. Thì cái bánh này là cuốn mà mình chấm được, nó rất là hấp dẫn luôn. Ghê à? Đoán đi là gì? Cuốn mà chấm nước mắm. Bánh cuốn. Sai. Bánh cuộn. Bánh cuốn cuộn là một á. À vậy hả? Ba. Anh nói đi anh. Anh nói đi anh. Đang ăn uống mà suy nghĩ nó cũng mệt lắm. Đó chính là bánh trống. Bánh này anh Will ăn chưa? Chưa nhưng mà anh biết. Em sẽ dẫn anh, tới một chỗ ngon nhất ở đây luôn. Như đây luôn, ở đâu? Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên. Thôi bây giờ còn chờ trời nữa. Ăn đi, ăn đi. Đúng nghèo đi rồi đi ăn bánh.
tới rồi. Dạ em chào chị. Hello cô, hello cô. Gì đây anh? Trời ơi, trùng đầu đau quá. Trời ơi, xanh bẻ cái quán của chị. Ủa sao mà nó lung lay vậy chị ơi? Cái này là cái mô hình hay là của chị vậy? Mô hình của nó vậy. À, mô hình nó vậy hả? Chứ không phải của tôi. Không phải của tôi. Chị giới thiệu cho qua là bánh cốc. À quên. Để hỏi tên gì chứ. Quên. Chị ơi, chị tên gì chị? Dạ, tên Úc. Tên Úc hả? Úc. Úc, dạ, chị Úc. Ờ chị ơi, bánh này là tại sao lại có tên là bánh cống? Hồi xưa người ta kêu là bánh sền, sau này nó có cái cống như vậy nè. Có cái cống như vậy sẽ người ta ngồi đi đi. À ngày xưa là bánh xèo. Sền, ta kêu là bánh sền. Ngày xưa là bánh sền. Bánh sền sau này có cái cống vậy. Có cái cống. Cái cống này. Cái này là cái cống nha. Cống kia. Ừ. Rồi cái ở trong đây thì người ta để bột thịt rồi đậu trong đó. Dạ. Rồi sẽ bỏ vô trên mặt trên một con tép. Một con tép. Vậy đó. Rồi mới bây giờ hiện giờ ta kêu là bánh cống luôn. Bánh cống. Cho em hỏi là chị làm nghề này bao nhiêu năm rồi chị? Dạ 2 năm này. 2 năm. À cũng mới thôi. Đó là ai truyền nghề cho chị hay là chị học nghề của ai? Dạ học của người ta lại. Học của người ta. Lúc đó chị học có tốn tiền không hay chị học lén? Học tốn tiền. Chị còn nhớ số tiền chị học là bao nhiêu tiền không? 6 triệu ạ. Trời ơi, 6 triệu. Mà bây giờ thu lại ngày, đúng không? Bây giờ ngày bán 60 triệu không? Dạ không. À dạ không, chị lấy lại vốn chưa? Hỏi tiền cái ngưng mấy giây nhẹ luôn. Là nhịp nó chậm lại liền. Dạ. Chị ra bao nhiêu người con rồi? Dạ 2 đứa con gái. 2 đứa con gái. Dạ. Hồi nãy em đi vô á, em đi ngoài đường thì em gặp một bé con gái chơi của chị. Thì bé nó chặn lại nói chú Bảo Lâm ơi, mẹ con nói hả chú miệng rộng quá. Chị ngày hôm nay là 4 mặt 1 lời, là chị có nói câu đó không? Dạ không. Ôi anh ơi, nhưng mà miệng anh rộng thật là. Anh bị ức chứ. Nhưng mà sao đâu, mồm rộng thì sang mà. Đúng rồi, chị thấy em sang không? Sang dạ. Rõ ràng luôn. Sang sản đó chị. Dạ, chị ơi cái này là mình chấm với cái gì chị? Dạ, có ăn với rau sống, bắp cải, thêm một miếng dưa chua. Miếng dưa dạ. Chua? Dưa chua là như là củ cải trắng với củ cải đỏ, mình bào nó trộn với nhau. À là nhiều thứ. Nhiêu cái? Dạ 12 ngàn. 12 ngàn. Thôi bây giờ nè, để cho Will vô, Will làm 3 cái, mỗi đứa cái ăn thử chơi. Rồi, hôm nay mà chị, Will, em làm đầu tới với chương trình. Chị đừng lấy em 6 triệu nha. Rồi, không sao đâu. Rồi bây giờ là em bỏ bột đây nữa đúng không? Rồi cho nó tròn tròn đây nè. Cho nó tròn lại. Rồi ok. Giờ thêm miếng bột vô nữa đúng không? Rồi, nó tròn lại, bánh tròn lại. Rồi ok. Tròn cái. Rồi. Bỏ thêm miếng bột cho. Thôi rồi, nhân ra nó bánh xe. Bột đó là bột gạo rồi chị. Dạ. Cái này bột gạo với đậu nành. Dạ. Sao nha chị? Rồi để hai con tép lên. Rồi đè nó xuống. Rồi, okay. Hai con. Em nghe nói là ở đây là cái phố bánh cống luôn đúng chị? Đúng ở đây rồi. Là có hơn 20 tiệm bánh là đúng không? Ta đồn là chị bán đắt lắm phải không? Cũng đắt hả? Chị có bí quyết gì không mà đắt dữ vậy? Dễ thương, niềm nở hay sao? Cái này lấy ra. Bán bình dân như người ta, nhưng mà cái tùy khẩu gì người thích. À là có bí quyết riêng. À. Rồi, muốn bán là có cái duyên đúng không chị? Dạ, có dạ. Bí quyết riêng. Một ngày thì chị bán khoảng bao nhiêu cái ạ? Ngày thường thì hơi ít, thứ bảy chủ nhật thì cỡ 300. Ui dồi ôi. 300 cái là 312, 12 x 300 nhiêu ạ? Là tầm gần 4 triệu. 4 triệu. Thôi 4 triệu mà một tháng. Một tháng là 30 ngày, 43 nhiêu? 120 triệu. 120 triệu. Trời ơi. À, thứ bảy chủ nhật mới được nhiều vậy chứ bình thường cũng vắng nè. Trừ hao còn 95 triệu. 95 triệu đi. Trời ơi, quê mà 95 triệu xài sao mà hết đây trời. Mình đi khám phá ẩm thực mà anh cứ quan trọng tiền thế nhỉ? À dạ. Chị ơi, trong khi chờ cái đó, chị có thể cho rau rác rồi ra đây em ăn được không chị? Rau rồi chứ rác nữa. Mấy nào tại dưới quê chưa rau rác đó. Rau thôi. Bữa nay thứ bảy chủ nhật là bán hơi đông, hơi khá đó nghe. Dạ. Trời ơi, nó sôi nè. Trời ơi. Cái này là bắp cải nè. Gì vậy vậy? Bắp cải. Rồi diếp cá, rau thơm. Ơ, ngộ ha. Lần đầu tiên mà thấy trời ơi, rau quá xanh luôn quý vị ơi. Trời ơi, rau đúng xanh luôn. Đó, đó. Dưa chua, cho em một chén dưa chua xíu to khổng lồ. Ôi rau tươi quá vậy. Chị ơi, rau này mình mua nhà mình trồng hả chị? Dạ rau mua nhưng mà rau vườn ở đây. Rau vườn ở đây không, hèn gì tươi rối luôn. Thôi được rồi đó. Đợi chín rồi. Lấy ra mấy cái ăn đi. Ờ đây có sẵn rồi nè. Trời ơi quý vị coi này, trộn dĩa vừa chua húng hồn không? Đúng không? Ăn xỉu luôn à. Nhìn giống như cái bánh bông lan ha. À. Thôi để ít vô. Trời ơi cái bánh quá vàng ươm này, hai con tôm. À phải cắt nhỏ ra đúng không chị? À cái cắt ăn. Nhỏ ra. U nghe cái tiếng cắt là em cảm giác cái bánh này nó giòn lắm á. Đúng ạ. Rất là ngon, rất là xốp. Rồi, chị ngồi chị chơi đi em nha. Chị ra ngồi đi chị ngồi đây cái gì chị lại ăn qua cái gì ba. Sợ trái.
Ủa cái này là cuốn bằng bắp cải này hả chị? Cuốn bắp cải. Ồ, lạ quá. Lạ quá. Hấp dẫn quá. Trời ơi, nghe cái tiếng nó xèo 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 á. Quá trời ngon. Thôi nào, cuốn một cuốn nào. Mời chị ăn đi chị. Là mình cuốn nào trước, là cái miếng nào ngoài hả chị? Rồi miếng nào thì theo người cuốn nào muốn, miếng nào cũng được hết. Mà miếng nào cũng được hết. Đây. Ôi ơi. Lát vô. Nè đừng quên. Người ta sẽ gói như vậy nè, mới ăn nó ngon. À. Gói thế nào hả chị? Nè nè. Lớp này xong rồi lớp này nè. À vậy là lớp mà lát ở dưới. Đấy. Xong là rau thơm. À. Nước mắm là mình tự pha luôn hả chị? Tự ra làm. À, em mời, mời chị nha. Em mời chị. Trời ơi. Quá trời tươi nè. Chấm lên. Mà nhớ kèm kèm miếng dưa chua lên nha. Trời ơi. Vậy nè. Bởi vậy chị nói mồm rộng là đúng rồi. Nuốt cái chén luôn. Cái nước chấm ngon quá chị. Ngon quá chị. Bên khi cắn vào có cái độ giòn lắm. Bên ngoài giòn nhưng mà bên trong nó lại rất là mềm. Cái bắp cải á có độ giòn ngon. Ngon quá chị ơi. À chị ơi, ngoài cái nước mắm này ví dụ như là mình có thể chấm với cái gì khác được không chị? Nước tương ớt cũng được nè. À tương ớt là có hậu ớt cay cay rồi. Dạ. Hơi cho hậu chua chua cay cay. Chị có tương ớt rồi, em ăn thử đi. Không biết ăn tương ớt lắm. À dạ. Bánh cóng nghe có vẻ nó lạnh nhưng mà ăn nó lại rất là giòn ha. Để em ạ, để em ạ. Thôi được rồi. Được rồi. Ớt. Ớt nhiều ngon ha. Kéo kéo kéo. Chấm với tương ớt cũng ngon lắm anh. Ngon không? Ngon ngon. Giống như là mà ăn giống như kiểu mấy cái cái gì hay tiên ta cái tôm chả giò tôm không không vậy đó tôm cái gì mà chạy xe hay bán ta khó chả chả chiên hả chả chiên hả dạ không ạ gì chạy xe hay bán xe nó tròn này xiên lại đó à cái viên chiên à đúng rồi em Việt kiều người nước ngoài hả em không phải tự nhiên nó quên món này nó ngon quá là mình quên các món khác luôn đang thử coi anh nó tròn cái cây đó món này mà em nghĩ bán dạo cũng rất là ngon luôn đấy chị rất là nhiều người thích luôn á nó giòn giòn nóng nóng á ngon không ngon á em thích cái bắp cải nha bắp cải lạ đúng không đúng rồi em chưa giờ cuốn bằng bắp cải nha lần đầu luôn ở trên thành phố là thường thường á là chỉ có mấy cái salad mà một cái salad mảng to hoặc là mấy cái rau thì sao thơm thôi cải thôi thì anh em mình tranh thủ ăn rồi đi khám phá tiếp cứ ăn nóng mà thì không còn để cho chị bán nữa chứ chị để ngồi đây rồi tiếp không chị mới bỏ rau ra mà còn còn ở em ăn đi từ từ ăn nè dạ. Chị kêu từ từ mà Hoa trời này có khách em sao vậy Hoa em đi mình em đi có phiền chị không chị không sao đâu dạ. Khi mà mình tự tay mình bán ra một cái món mà nhìn khách ăn ngon nó còn hạnh phúc hơn còn đúng không chị dạ vui mừng hơn nhiều dạ đúng ạ Khoa là đã giới thiệu món đầu tiên là bánh cống rồi ha. Giờ anh sẽ giới thiệu một món mà em nghĩ là chắc Khoa cũng thích. Tại vì sao? Mình Khoa là người gốc Bắc. Thì còn người Bắc á rất là thích ăn cốm. Chuẩn luôn. Ở Sóc Trăng cũng một loại cốm nhưng mà nó hơi khác cốm Hà Nội xíu. Ở Hà Nội là cốm là hơi xanh đúng không? Đúng rồi. Dẻo dẻo. Đúng rồi. Còn ở Sóc Trăng á thì cốm nó sẽ có hơi khô giòn giòn mà có vị thơm à với là cái hạt thóc nó già hơn á đúng rồi có nghĩa là Will đã biết những loại cốm dẹt đã thành phẩm rồi nhưng mà bây giờ một điều rất là thú vị hơn nữa Lâm dắt Khoa cũng như là Will đến một nơi mà làm cốm dẹt chưa thành phẩm luôn hay hả từ những hạt lúa luôn và đầu rang bắt đầu làm đủ thứ từng công đoạn để cho hai bạn trải nghiệm nhưng mà trước khi đi trải nghiệm thì nếu như mà tất cả quý khán giả mà muốn ăn bánh cống thì mọi người nhớ địa chỉ là phố bánh cống tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên nha mọi người ơi, ngon lắm. Yeah. Rồi, chúng ta cùng đi nào. Chào chị đã. Cảm ơn chị. Dạ con chào mọi người. Dạ con chào chú vô làm clip. Xin giới thiệu với Khoa, giới thiệu với Will, đây là chú làm clip, chú là nghệ nhân chuyên làm bánh cốm dẹp nè, với lại chuyên làm những đồ mỹ nghệ bằng tre. Ủa chú ơi, cái này là cái bằng tre luôn à? Cái này là bằng bát. Bằng bát. À cái cây mà hay mọc ở mấy cái rìa ven sông.
Ủa đây là một chiếc thuyền đúng không? Ồ, cái này là chú làm thủ công hết đúng không ạ? Cái này là làm bằng thủ công mỹ nghệ để mà bán cho khách du lịch. Một điều đặc biệt là chú Liếp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phong cái danh hiệu là nghệ nhân ưu tú. Wow. À, chú ơi cho con hỏi là bánh cốm dẹp với là ở nhà là cô làm hả chú? Cái này tới mùa gia đình tôi đều làm. À. Vậy chú ơi cho tụi con vào rồi con trải nghiệm làm thử được không ạ? Làm thì được, mà làm không gần á thì nó sẽ hư. Tụi con sẽ cố gắng hết sức ạ. Dạ. Con cảm ơn chú Liếp. Dạ. Con chào các cô các chú ạ. Dạ, con chào cả nhà. Dạ, dạ. Tụi con là đến từ chương trình ẩm thực kỳ thú. Ngày hôm nay thì anh Lâm là hướng dẫn viên. Dạ. Dẫn tụi con tới đây để trải nghiệm làm cốm dẹp. Dạ, cô ơi, cho con hỏi cái quẹt quẹt này là cái gì vậy cô? Cái này là đang rang là mình rang á, Khoa ơi. Wow, dạ. Cái này là cốm hả cô hay là lúa? Lúa. Nhưng mà khi mình bỏ ở đây mình rang lên để cho nó nở ra, đúng không cô? Dạ. Và ngày hôm nay ở một nơi thú vị như thế này thì có lẽ chúng ta phải chơi một trò chơi. Chơi một trò chơi. Chúng ta sẽ chia làm hai đội làm cốm dẹp. Ba đứa hai đội. Ba người mà làm sao hai đội? Em kinh nghiệm lâu năm. Trời em ơi. Một mình một đội. Wow. Được không? Được. Ta nói hai đấu một không chột cũng què. Em hợp với những chiếc chày to như thế này lắm. Ê trời ơi khói quá mà sao mấy cô làm không cay mắt được luôn á. Lâu lâu mới được ngửi mùi khói bếp mà. À đúng rồi. Vậy thì anh với lại anh Will một đội. Rồi. Một mình một đội sẽ làm cốm dẹp, sau đó tự mình ăn luôn và các cô các chú sẽ chấm điểm. Rồi bây giờ Khoa là Khoa đâm cái đó đúng không? Đúng rồi, đây phải chia đội ra. Tự mình ăn thôi nha, đừng cho cô chú ăn nha. Tụi mình làm đó. Đội anh quấn khăn lên giống mấy cô luôn nha. Đúng rồi. Là em thì quấn khăn giống mấy chú. Xong à, giống mấy cô chưa? Hai cô bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Chưa học bò đã lo học chạy rồi. Bây giờ muốn làm phải hỏi công thức của mấy cô là làm như thế nào, làm sao? Quên. Không biết cái gì đâu mà làm. Dạ, cô ơi cho con hỏi công thức mà làm cái món này á. Bà. Trời ơi. Bà đâu? Bây giờ bà là người kinh nghiệm nhất. Trời ơi, hỏi lộn cô. Đây là đệ tử của bên đây luôn. Dạ, bà ơi công thức mình làm á là ban đầu là sao, là sao bà chỉ con từng bước được không bà? Đầu tiên là mình đem nếp lại rồi mình đem rửa. Rửa? Rửa sạch. Rồi ngâm chừng nào có mềm là mình đem lại gan, chừng nào chín là mình lại đâm. À, đâm bao nhiêu lâu bà? Cuốn là cỡ mấy tiếng. Mấy tiếng. Tùy từng sức, ai mà mạnh thì nhanh. Có mấy phút à? À, mấy phút à, dạ. Đâm lại đây sàn. Sàn. Ừ, sàn rồi mới chừng nào sạch mình bỏ đi. Mình muốn ăn ngon thì nó đem dừa với đường này kia rồi có đậu xanh gì chuộng. À, vậy là ăn được rồi. Đơn giản. Nếu mà ngon hơn là trộn với đường, dừa, đậu xanh. À. Thôi bây giờ còn chần chừ nữa, chúng ta đã hiểu công thức rồi. Bắt đầu thôi nào. Bắt đầu. Rang. Dạ, để con ạ. Dạ, chị em rang cho chị. Này rang trong bao nhiêu lâu hả bà? Rang trong mấy cửa mới nổ. À, trời nào nó nổ là chín đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Mình rang khi nào ạ? Khi nào mà nó chín. À. À, nó nổ. Nó nổ à? À, kiểu như bắp nó nổ. Đúng rồi. À. Ủa anh không cần cô với chị chỉ luôn hả? Thì mình rang là xong rồi, mình qua kia mình đập thôi. Wow, hay mỗi người một việc, Lâm cơ bắp thì đúng Lâm rồi. Đập. Đó là phân chia. Đó, bây giờ lát Lâm sẽ dĩ. Tay thoăn thoắt. Ôi, món cốm này thì mình làm thường xuyên hay là lâu lâu mới làm ạ? Lâu mới làm. Dịp lễ Tết ngày thì nó trọng đại thì mình làm đúng không ạ? Mình làm món này mình xúc động, mình cứ khóc hoài ta. Sao khóc? Khá. Cả thứ sự vứt. Mấy cô vất vả là điều món ngon như vậy. Giả trần khối vô khóc. Khói vào khóc. Nổ ghê. Nó nổ rồi. Sao bé nó nhanh nổ của con cũng nổ đúng không? Chín rồi đúng không ạ? Wow. Thưa mọi người, bây giờ đã nổ xong rồi, chúng ta sẽ bỏ vào cái cối. Ui, nặng phết đấy. Cơ bắp, lên, chừng phỏng nha. Đây là cái nghề của em à. Wow. Ơi sao nóng quá vậy? Nóng mà. Sao nóng quá vậy cô? Wow. Trời ơi, đàn ông lực lưỡng tập tạ mà đổ cái thóc không được. Nóng quá phải con người. Hay quá. Dạ con cảm ơn cô nha. Dạ cô ra ngoài đó uống trà đi, lát nữa con kêu cô nữa. Rồi. Ủa bà ơi, sao cái chày nó nặng quá vậy bà? Dạ cho con hỏi cái máy chèo làm gì cô? À mình quét hả? Kiểu mình này nè, đảo lên cho nó đều. Ôi mọi người ơi, ban đầu là thấy mấy cô cầm một tay như thế này mà cô vừa quẹo vừa đâm, thật sự cái này rất là nặng nha mọi người. Phụ em nha. Ôi giời ơi, em có chị ra tự, em dạ. Có chị phụ nha.
Hay quá trời. Ơi, văng nó hoài, văng nó hoài. Cái gì vậy Lâm? Gì vậy Lâm? Đúng không chị? Bỏ vô thùng thao Lâm đâm xong còn có 1 chén. Quan trọng là giá xong phải còn cốm để ăn đấy nha. Trời ơi, sao mấy cô khỏe dữ vậy trời. Mọi người thấy không? Chị là chỉ dùng một tay thôi mà Khoa dùng hai tay còn toát hết mồ hôi này. Ủa, không văng luôn á. À là phải dứt lên, hay quá vậy nè. Trời ơi. Bắt đầu nó vỡ ra mình cốm rồi đúng không? Thoát luôn. Dạ. Thôi đi ạ, nặng quá. Nặng quá. Rồi. Dỡ lên cho cao, đàn ông con trai gì mà kỳ vậy? Đàn ông con trai gì mà kỳ vậy? Lâm cơ bắp thì đúng Lâm rồi. Sẽ đập phân chia. Đó, bây giờ lát Lâm sẽ dậy, dậy, dậy. Tai thoang thoát. Thoang thoát, thoang thoát. Ủa anh không làm luôn hả? Không, cái này có trợ lý anh làm rồi. Will, trợ lý em ạ. Này còn hơn tập tạ nữa. Rồi, đổi tai ạ. Đổi tai đi ạ. Ủa kia, em nghĩ cái chày này phải lâu lắm rồi đúng không chị? Bao nhiêu năm rồi ạ? Em đang cầm trên tay một cái chày 40 năm hả? Tối em phải có vinh dự, em phải dãi mạnh ấy. Cái cối này em nghĩ cũng chẳng mấy chục năm rồi đúng không ạ? Wow. Dương Lâm ơi, giờ cao lên gây đây nè. Vô. Tụt đường rồi, cho em miếng ngọt, em đi tụt đường rồi. Thấy sẫm mặt mày à. Trời ơi, tập tạ ngày nào cũng 2-3 tiếng đồng hồ dã chày có mấy cái say sẩm mặt quá mày. Quá trời, bị tụt đường lên những áp thôi chị nói không? À xong rồi ạ? À? Xong rồi, thôi mình lãi thôi. Dạ để con sang ạ, à, để dạ, con sang ạ. Dạ cô ơi, để con sang cho cô ạ, à. Dạ. Cô ra đó cô ngồi đi. Anh ơi, cái mồm anh nó to lắm luôn đó, đây có mỗi xíu cố mà. Anh vốc một hồi hết cả cái thúng này luôn đó. Ôi làm cực mà ăn nó nhanh không? Đúng rồi. Con nghĩ là sang khi nào mà cảm giác nó không còn những cái nó lọt qua nữa là được đúng không ạ? Rồi. Wow, thành quả. Như vậy là sau quá trình mà 2, 3, 4 công đoạn tụi con đổ mồ hôi sau nước mắt thì tụi con đã ra thành quả rồi. Bây giờ tụi con mời tất cả các cô cũng như là chú mình ra ngoài kia cùng thưởng thức thành quả của mình nha. Dạ. Xin mời. Dạ, con mời cô, mời bà. Wow. Đây là thành phẩm trọn vẹn của cốm dẹp. Trong này là có đậu với lại dừa đúng không chú? Đây là đậu xanh với dừa. Rồi đường. Đường. Cơm dẹp. Dạ. Dạ. Sao mà con thấy ở đây nó khô khô nhưng mà bây giờ nó mềm mềm, mềm là làm đây, sao vậy ông? Cái này nó mới làm, này chưa trộn lại. Chưa trộn cho nó đủ món để mà thưởng thức. À. Dạ. Là khi mà có nước dừa vô nó sẽ mềm lại. Dạ. Dạ rồi thôi bây giờ mời cả nhà. Con. Dạ đây. Con mời bà. Đấy. Trời ơi, đâu ghê nè. Con mời bà, con mời ông. Dạ mời cả nhà. Thưởng thức nha. Nhỏ lớn giờ mới ăn thử. Ngon không? Thật ra là ở thành phố Hồ Chí Minh hồi nhỏ là con có ăn rồi. Mấy cái xe, mấy cái cô bay gánh hàng rong á, có á. Nhưng mà hôm nay ăn khác là vì sao? Giống như kia mình ăn hải sản á, bà. Đồ tươi sống là số đúng tươi. Ngay gốc luôn. Ngay gốc luôn. Đúng chế biến tươi sống tại chỗ. Chứ phải không phải qua người này người kia mà gánh tới gánh lui nữa. Dạ, nhưng mà ý là cái hạt cốm mà mình mới đập ra nó rất là... Ăn nó rất là cứng. Thơm hơn. Nhưng mà khi mà mình ăn cái này vào nó rất là dẻo. Và nó bùi có cái vị của dừa và đậu xanh nữa. Dạ. Cho con hỏi là ngoài cái này mình làm đúng được món gì nữa không bà? Cũng có món nữa để mà nước muối vô chút xíu rồi có sữa nữa. Sữa. Còn sữa. Nhưng mà con thích ăn này, con này con thấy nó đủ vị, vừa vị, nó thanh lắm. Mềm quá là giống xôi. Cái này ăn giảm cân cũng được nha. Đúng không? Còn cái này thì con muốn ngon nữa, đem đi rang lại. Cho nó giòn đấy ạ, đúng không ạ? Giòn. À. Thì ăn với tép cháu hoặc là cá lồng tông. À, là ăn mặn được luôn, là món mặn luôn. Kiểu giòn giòn hay như cơm trái vậy đúng không ạ? Còn mấy bà hồi xưa thứ này có khi người ta chế làm bánh, cũng như là bánh ú á. À, bánh ú luôn. À, bánh ú. Dạ. Không, mà này chiều cái mình trải ra mình ăn thấy không? Lá chuối rồi phong cảnh dừa nước. Sông mênh mông lục bình trôi, còn gì bằng nữa. Đúng không Khoa Will? Đúng rồi. À, ông ý bà ơi cho con hỏi là cái tên cốm dẹp là tại vì lúc mình gõ chày nó dẹp ra thành đặt tờ cốm dẹp hay sao? Kể cho con nghe, dạ. Nếp này là nếp thần nông. Thần nông. Cơm không mấy giờ ngón, không mấy giờ dẹp. Dạ. Còn hồi xưa là nếp lúa mùa. À, nếp đó là ngon hơn đúng là không? Tới ngày tháng 10 là nếp đó phải chín.
À dạ. À, còn nếp này người ta muốn làm giờ nào nó đúng ngày tháng nó phải chín. Dạ. Nó chín khoảng 80% ta cắt rồi người ta mới đem đi làm cốm. Nó mới ngon hơn cái nếp bây giờ. Dạ ông bà ơi, cho con hỏi là cái loại cốm dẹp này mình ăn vào những cái dịp nào trong năm vậy ông bà? Cây cốm dẹp này á, mỗi người dân tộc Khmer đó dạ. Là ngày 15 tháng 10 đó là nhà nào cũng phải đều có. À, như là bánh trung thu gì đó, như đúng không? Truyền thống á. Không, truyền thống để cúng cúng trăng á. Dạ. Nhà nào cũng không hết. Dạ. Nhà nào cũng phải có. Cho anh hỏi là đám cưới thì có món này không ạ? À? Tại ngoài Bắc con là đám cưới thì có xôi á. Đó thì theo xứ khác nhau. Dạ. Bây giờ cũng như mình ở đây á, đã không có. Còn ở cái sách, viện cái sách á, không có cơm dẹp này người ta không gả con à. À, không có này không gả con luôn. Tức ghê luôn nha. Vậy đó. Đi đám cưới con trai cũng gọi cho mẹ. Mình là có con trai, mình đi hỏi con ta phải có cơm dẹp. Tức là mình có con trai. Mình bỏ cái xính lễ á. Xính lễ mình đi hỏi dâu. Cái quả đó, cái quả trên mình á. Bỏ cho quả. Không có là không được, được lấy. Lại biết thêm một cái kiến thức rất là thú vị. Dạ thật sự con cũng cảm ơn ông với bà rất là nhiều. Ngày hôm nay đã cho ba tụi con đến đây trải nghiệm, rồi chế biến, rồi trộn, rồi thành quả. Thật sự lần đầu tiên tụi con mới ăn một món này, cũng như là cái cảm xúc rất là thú vị. Cảm ơn ông bà rất là nhiều. Chúc ông bà thật là nhiều sức khỏe. Và khi mà chương trình phát sóng ông bà nhớ coi nha. Bây giờ mình sau khi mình ăn đồ ngọt nhà hai bác xong rồi ha, mình phải kiếm một món mặn mình ăn. Đúng. Mà đỉnh cao ở Sóc Trăng, đặc biệt là miền Tây nói chung, Sóc Trăng nó riêng là gì? Lẩu mắm. Đúng rồi, lẩu mắm, bún mắm luôn. Bún mắm. Đúng rồi, mắm là hay là hấp dẫn đúng không? Miền Tây là mắm, nói gì mắm là xuất sắc. Ở Sóc Trăng có một người bạn của tôi. Nữa hả? Bạn thân luôn, trùm về mắm. Nãy tôi có đăng lên status của tôi là mọi người ơi, Sóc Trăng có lẩu mắm ở đâu ngon vậy? Thì người bạn của tôi là anh Tính, anh mới nói là qua nhà anh ăn đi. Mà giờ Tính. Qua nhà anh Tính là mình phải đi đường sông nha. Rồi, đường sông, đi. Ấy, giỡn thôi, cho mình đi kia gặp anh Tính rồi. Đây. Còn chơi đó, đi ăn lẩu mắm. Giới thiệu với Khoa và Will thì đây là Tính Nguyễn, một người bạn rất là thân của Lâm. Bạn thân ơi, bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Thân không? Thân quá thân. Sao thân mà mặt giả trân vậy? Thân không? Thân. Nói chứ đây là em. Em nhỏ hơn Lâm xíu nhưng mà lâu lâu gặp thôi. Tính hiện tại đang là đầu bếp của một nhà hàng rất là nổi tiếng ở đây. Wow. Trời ơi, nấu ăn cực kỳ xuất sắc luôn. Qua tay qua chân nè, coi được phe qua tay coi. Thấy không? Trời, thấy tay u nu không? Mức ơi là quá trời. Sinh ra để làm bếp này. Đầu bếp nè, thấy không? Trời, qua tay quá trời luôn. Còn tay này là Ê. Tính ơi. Ngày hôm nay không biết là Tính muốn giới thiệu đến hai người bạn của Lâm ở trên thành phố xuống món ăn gì đây? Ngày hôm nay mình làm được hai món chính, một là xỉa mắm còng tép thịt luộc, cá da bằng gan muối nổ. Hả? Bây giờ nè, có giống ráp vậy? Xỉa chạm bằng sắm mua nổ, nhìn ráp. Xỉa mắm còng, tép thịt luộc. Xỉa mắm còng, tép thịt luộc. Tép thịt luộc, xỉa mắm còng nghĩa là sao vậy ạ? Muối nữa mà đúng không? Có muối mà. Cá chà bằng gan muối nổ. Cá chà bằng gan muối nổ. Những cái kia là nguyên liệu, nó biết rồi. Những cái xỉa là cái gì hả Tiến? Giống như rất bên đây. Là một cái mẹt của mình. Tại thường ở đây là kêu bằng một cái xỉa. À, cái mẹt là làm bằng xỉa đúng không? Còn cái muối là cái gì anh? Muối này là để mình gan, lấy độ nóng của muối đi gan cá chà bằng, gan muối nổ. Cá chà bằng. Cá chà bằng là nó chỉ là ăn bằng thôi, bằng chín. Cá chà bằng. Cá chà bằng. Chứ phải cá chà bằng. Chà bằng. Cái gì? Chà bằng. Cá chà bằng. Chứ mấy cá chà chà cái kia là cá chà bằng bằng. Quá trời. Rồi còn đây là món thứ hai là gì hả Tiến? Món thứ hai là lẩu mắm đồng quê. Mắm đồng quê. Ôi, mắm này nhìn ngọt mặt luôn. Chết chứ còn mắm. Đây là con cá. Cái này cái gì vậy? Ốc này là cũng là cá chà bằng. Cá chà bằng. Cá lóc. Cá lóc. Lóc. Cá kèo. Rô đồng đúng không? Cá rô đồng. Ba chỉ. Tôm. Đầu mực. Đầu mực thôi nha, cá rô. Wow. Rồi. Bữa nay nghe manh ngập mạch. Ngoài nguyên liệu đó chúng ta còn nguyên liệu gì nữa nè bạn thân? Nấm rơm. Nấm rơm. Với cà phổi. Cà phổi. Với mình phải cà giá dê mà. Dưới đây kêu cà tím. Cà tím này là ba gọi để mình hồi để vô lẩu rồi. Còn cái mắm này là xả
Rồi nguyên liệu ở đây không thiếu là mắm. Mắm này mắm gì? Mắm cá gì? Mắm cá sặc. Và đây là nước nước dừa. Này gì? Đây là đường phèn. Rồi đầy đủ. Ngon. Rồi còn này là gì? Cái này là đấy nguyên liệu để làm cho ra sữa mắm cộng. Đọc nè, 2 3. Cá chà bằng gan muối. Cá chà bằng gan muối. Tép luộc, tép với luộc. Thịt luộc. Thịt luộc. Tiêu hộp. Tiêu hộp là để dành cho gan muối, xả. Với xả với rau gầm để tạo lên được cái mùi thơm và ngửi được cái mùi tanh của cá. Rồi, và những gia vị cần thiết khác. Rồi, bắt tay vô làm thôi. Rồi. Đầu tiên làm sữa mắm cộng tép thịt luộc cá chà bằng gan muối nổ trước. Đầu tiên làm sẽ mắm cồng tép thịt luộc cá chà bằng gan muối nổ. Đầu tiên làm sẽ mắm cồng tép thịt luộc cá chà bằng gan muối nổ trước. Tôi không nhớ được cái tên nha. Sẽ mắm cồng cá chà bằng sẽ mắm cồng tép thịt luộc cá chà bằng gan muối nổ. Sẽ mắm cồng cá chà bằng gan muối nổ. Còn thiếu tên nữa. Rồi bạn kêu đúng không? Rồi. Cho tiêu với xả. Tiêu với rau gầm. Bỏ vô luôn. Có phải băm ra không hay là nguyên? Bỏ cho luôn. Xả mình để nguyên cọng. Rồi. Rau gầm. Nhẹ nhàng. Bàn ông phải bỏ nước lên, làm phải mạnh cái chập bằng. Anh Will là chủ một nhà tiêu. Hải sản mà. Tiêu, xả với rau gầm nó khử được cái mùi tanh của cá. Nhẹ nào. Bằng tay nào. Lẽ nào làm cái món xỉa mắm còng tôm luộc cá chập bằng gan muối nè. Rồi trong khi chờ đợi làm gì tính ơi? Trong khi mình chờ đợi thì mình làm cái mắm để mình sử dụng mình làm nước mắm. Bật bếp lên. Cho cái tô mắm. Cho mắm cá sặc đi. Đẩy lại ha. À đẩy lại. Ok. Lửa liu riu thôi. Nè tính. Mình cho một bát nước vào trước rồi mình cho một bát nước. Wow. Wow, tuyệt vời. Tiếp theo. Cho mắm. Cho mắm vào. Cá sặc mà cho hết luôn hả anh? Cho hết luôn. Trong thời gian chờ đợi anh Lâm sắc giùm em xả. Sắc xả. Xả đập dập, sắc nhuyễn với chút ớt. Đập dập đúng không anh Tính? Dạ dạ. Có mấy cộng à. Rớt rồi, bỏ luôn. Bỏ luôn hả? Ủa cái mắm này là mình để dùng nấu lẩu mắm hay là... Dạ đúng rồi, mình sử dụng nấu lẩu mắm. Còn thường châu đốc này kia là sử dụng thêm mắm cá linh, mắm cá linh với chung với mắm cá này. Ở nhà tàng mẹ này mẹ nấu cho công chúa ăn không à? Công chúa ăn không à. Chứ bây giờ công chúa có làm đâu. Nhuyễn không à Tính ơi? Anh sắc đi rồi anh sẽ bầm sơ nhuyễn lại. Chừng nào cái này anh thấy sệt lại à đúng không? Nó sệt. Tan ra đúng không? Cái này xương nó tan ra. Nó hết thịt, còn xương bắt đầu anh đổ ở đây. Lọc đi đúng không? Dạ. Được rồi. Anh cho hai trái ớt vào bầm. Thịt ba rồi cắt ôm Tính ơi? Dạ cái đó hồi mình luộc rồi mình cắt sau nó. À cà tím có cắt không Tính ơi? Dạ cà tím sắc. Sắc, mình sắc như thế nào vậy Tính? Anh ăn lẩu mắm anh có hai miếng cà hay không? Có, biết rồi. Đó, thôi, cắt thôi. Cái kiểu vậy đó. Dạ em biết rồi. Tắt bếp đi. Dạ. Lọc ra dạ, cái lọc này qua ha. Bên đây, dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đây, mình lọc ra mình không cần bắt lên nữa. Cạnh lại. Mình chỉ lấy nước thôi rồi. Anh lấy đũa quơ, xem nước nó chảy xuống. Mình cắt ba trái luôn hả Tính ơi? Dạ mình cắt hai trái được anh. Hai trái được rồi. Thôi được chưa? Được chưa? Được rồi, cho miếng ớt vô. Cái ớt vô bằm nhuyễn lắm. Cá sặc này nhiều xương răm ghê luôn á. Này mà không lọc là ăn là dễ bị hóc lắm á. Mình nấu lẩu thì chủ yếu dùng cái nước thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Được rồi, anh nhắc xuống. Anh bắt đầu anh bắt chảo lên. Mình sẽ là nấu nước mắm. À. Rồi, xong rồi đó. Rồi, mình bỏ tất cả xả với ớt vào đây với một chút dầu. Cho dầu vào trước đúng không? Cho dầu vào trước, rồi cho xả với ớt. Rồi, cái này xong rồi nè. Rồi, anh bỏ ớt với xả vô. Xả ớt vào. Dạ. Phi lên. Đấy. Đỉnh cao đầu bếp mà. Đó. Này xong cái Tính ơi, nghe nó bịt trong đây nè. Dạ chưa đâu anh, nó tầm khoảng 25-30 phút. Ủa giữ thằng ngon vậy? Rồi, nó chín con cá để qua một lớp muối mà. Nắm này để nguyên hay là cắt Tính? Dạ nắm anh cắt làm hai giùm em. Làm hai. Dạ. À. Anh Lâm cho em xin tô nước dừa. Tô nước dừa. Này. Cắt làm đôi. Được rồi đó anh ha. Rồi. Cho thịt ba chỉ vào. Wow. Đấy. Mình xào xăng rồi mình bỏ nước dừa vào. Bỏ nước dừa vô. Thanh miếng thịt lên. Trời ơi, đúng là ông chủ có khác ha, làm khéo tay. Trời ơi, em đi chương trình này giờ em nấu được khoảng hơn 100 món này đó. Vậy em ăn được không em? Ăn được chứ anh. À vậy hả? Wow.
Rồi sau khi thịt ba chỉ đã săn lại rồi mình sẽ cho nước dừa vào nha. Wow. Nước sôi lên, nước sôi lên cái anh đổ mắm vào. Dạ. Xong là nêm nếm gia vị. Nêm nếm gia vị, trong đó là đường phèn, bột ngọt, mắm. Đặc trưng là cái món này phải có mắm. À. Với một miếng bột nêm. Đây, nguyên liệu xong hết rồi đây. Cho hết hai cái nguyên liệu này vào lẩu giùm em. Rồi. Rồi cho cà tím vào nắm rơm vào chung một nồi lẩu. Rồi. Xôi rồi đó, cho mắm vào ha. Úi trời. Đấy, dậy cái mùi mắm lên. Wow, nhìn đấy, cái nước lên cái màu đúng à, tinh túy đúng mắm rồi không? Đó. Gần thành màu lẩu mắm rồi đó. Anh Lâm cho em xin đường phèn. Đường phèn. À. Tại sao sử dụng đường phèn ạ? À? Đường phèn nó có cái vị ngọt thanh hơn đường cát mình. Hai cục đi. Hai cục đường phèn. Một muỗng bột ngọt. Một muỗng bột ngọt. Anh cho thêm muỗng đi, muỗng cái gì thêm muỗng nữa. Rồi hai muỗng đi ha. Dạ. Đấy. Với muối. Một thìa bột canh. Rồi. Một thìa bột canh. Rồi. Ấy nó kêu quá nè. Chưa. Lửa nhỏ lại xíu anh. Khét á, nó khét cháy đầu luôn á. Rồi. Đây, dặn nó đây là nhỏ nè. Rồi. Nó tắt lửa đó. Món sắp chăng là nó phải đậm đà. Mặn. Mặn chát vậy luôn hay là sao? Không, nó phải đậm đà. Đậm đà. Mặn nữa đi. Mặn nữa. Thiếu mặn nữa, mình sẽ thêm nước mắm ha. Bột canh, bột canh. À, bột canh đúng rồi. Rồi. Rồi, xong cái lẩu mắm trong chớp mắt luôn. Xong rồi. Đây, bây giờ bước quan trọng là mình sẽ đổ vô, lát mình ăn sẽ hâm lại. Mấy bác được chưa? Nhón lên rồi. Nhón lên. Rồi, ơi, hấp dẫn quá chừng. Xong rồi, để anh em giam rửa cho. Miếng bột ngọt. Tại đâu, vô đâu? Vô đây. Để cho thịt mình nó sẽ có gia vị. Rồi anh bỏ thịt vào. Rồi, để mình luộc. Tính ơi, cho anh hỏi cái món gì? Xìa. Xìa gì? Xìa mắm còng, tép thịt luộc, cá cha bằng, gan muối. Ờ, cái món em vừa nói đó. Là mình ăn, lúc mình ăn mình sẽ cuốn như thế nào, rồi bên trong có cái gì? Dạ, mình có bánh tráng. Bánh tráng. Trước tiên mình để salad, rồi mình để các loại rau sống thứ một ít. Một thứ xíu. Dạ, rồi mình để dưa leo và khóm và khế. Rồi mình kèm thêm một lát thịt, hoặc hai lát tùy mình thích. Với một con tép, với một miếng cá đó, mình sẽ quấn lại thành một cuộn. À. Rồi mình sẽ chấm với cái mắm còng. Mắm còng. Là mắm con còng. À, chị có còng mày chơi rồi đúng không? Mắm còng. Mà ngày xưa ai dạy tính nấu mấy món này? Dạ, đó em qua trường lớp với em đi ra ngoài. Ra ngoài đời. Ra ngoài đời. Vùi dập cái giỏi luôn, đúng không? Bao đời. Phải đời vùi dập mới giỏi. Thì là bao nhiêu năm trong nghề đầu bếp rồi? Dạ em 7 năm. 7 năm hả? Là giỏi rồi. Giờ nấu ăn giỏi vậy ở nhà thường ai nấu? Dạ vợ em nấu không à. Okay. Trời ơi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Mình nếu mà nấu tại vì em nấu cho khách rồi. Về đã mệt rồi đúng không? Vợ em nấu ăn ngon không? Ngon không? Dạ ngon. Dạ. Dạ ơi. Rồi bây giờ thì sẽ kiểm tra cái cá cha bần này xem chín chưa. Ôi. Ôi cái mỡ này. Ôi thơm quá. Ôi cái lát cá này. Thịt nó trắng ha. Vậy là ăn được rồi, chè chấm nước mắm ăn rồi. Chưa anh, chưa anh. Chưa. Ồ, thế này là chín chưa anh Tín ơi? Chưa hả? Dạ chưa, một chút nữa. Nếu anh... Có phải lật lại không? Em nghĩ là lật lại đi ha. Không, anh cứ để vậy bình thường chứ không cần lật. Hơi lồng lộng, rồi. Trong thời gian mình chờ đợi chuẩn bị xong thì mình pha một chén nước mắm để mình dành để mình chấm với lẩu mắm. Ở trong đó là lẩu mắm là nước mắm sống đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đâm hay sao, có đâm không? Dạ không, ớt mình sẽ cắt ra. Và cái nước mắm này vào và thêm một tí chanh để cho cái hương vị đậm đà. Rồi hiểu rồi. Đậm đà thêm. Đổ nữa đi. Chén này uống nước lèo thôi. Vừa ăn ớt á. Không, ớt này không cay lắm. Ít ớt thôi anh. Cho anh ăn cay lắm hả? Ừ. Có gì xíu anh ăn thế ớt ngoài thêm đi. Khoa ơi. Chứ mình anh đâm dính mắm với ai anh nội. Rồi, bây giờ mình sẽ chế một ít trứng mắm vào. Dạ, đúng không? Rồi. Thơm ngon nha. Thơm ngon. Wow. Anh cho vào một miếng chanh nữa để cho cái hương vị nó đậm. Nó đậm lại. Chanh mọng nước qua. Là như đó. Ui giời. Tính ơi, bây giờ cái linh hồn món ăn là cái nước chấm á. Bây giờ mình pha cái nước chấm đi, pha cái mắm còng đi. Dạ. Cái mắm còng này á là em đã pha rồi. À, đỡ tốn thời gian pha rồi. Nhưng mà bây giờ á, tính có ngại khi mà chia sẻ công thức không? Dạ không. À. Công thức. Công thức làm sao nè?
của mình là mắm. Mắm trong đây là cái mắm. Mắm còng. Mắm còng là 3 muỗng. 3 muỗng mắm còng. 3 muỗng mắm còng. 1 trái chanh. 1 trái chanh. 1/4 trái khóm. 1/4 trái khóm để nó chua chua nhẹ nhẹ đúng không? Rồi, với tỏi, với ớt tùy thích của mình. À tỏi. Theo thích của mình. Tỏi là cắt lát như vậy dạ, đúng không? Đúng rồi, bào lát. Ớt cũng vậy luôn. Ớt cũng cắt lát. Ê nó còn nguyên cái chân con còng. Đúng rồi, cái mắm nó tan ra đúng không? Khóm là mình bằm nhuyễn ra. Tỏi với gì nữa? Tỏi với ớt. Tỏi ớt. Tỏi ớt nó thơm. Chanh và đường. Chanh và đường. Trái chanh đó. Không phải nấu lên à? Là cứ thế này thôi. Dạ không. À, nấm sống luôn. Cái này chen với cơm nguội ăn cũng được rồi. Chấm rau sống đồ á. Cơm cháy đồ á. Thôi. Thôi anh bỏ ra đường, đói quá anh ơi. Đói quá. Chắc em chuyển qua ăn cá xem nó chín chưa ha. Rồi. Trời ơi. Thơm ạ. Ngon ạ. Muốn nó kiểm tra nó chín là dùng chiếc đũa hả anh? Dạ đúng rồi. Đũa chọc mình vào sao? Mình thọc ngay cái lằn xương của nó. À, bên hông, kế bên hông. Bên hông, ở đây hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà thế nào để cho chín? Là nó đi hẳn, nó mềm, nó đi hẳn xuống luôn là chín. Nó không khòn, còn nó cứng cứng á. Sực là nó chưa chín. Giòn giòn là chưa. Trời ơi, cái đổ rau này hấp dẫn ghê không? Chín rồi. Chín rồi hả? Vậy tắt bếp. Trong cái xẻ mắm còng thì có là lá lốt, lá cách, salad, húng cây, húng lũi, nhíp cá, tí tô với đinh lăng, khóm, dưa leo và chuối chát. Và bún. Và bún. À, quá hấp dẫn luôn. Rồi, đây anh bày cho nó. Rồi, được không? Được không? Rồi. Được. Qua ơi, cẩn thận qua ơi. Wow. Để một góc, để một góc. Đúng rồi. Trời ơi, bé cá cưng quá trời. Bây giờ thịt đã chín rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Có cái đĩa bên đó đó. Để đây, để mình đây mình cắt luôn. À, sắt luôn hả? Đó. Cái nước dùng này để làm gì? Đổ đúng không ạ? À? Dạ không. Không ạ, à, chứ làm gì? Tiếp theo là mình đã bỏ tép vào luôn. À, bỏ tép luộc luôn. À, nhẹ luôn. Wow. Trong thời gian chờ đợi tép chín thì mình sắt cái này. Rồi, sắt mỏng. Sắt mỏng anh. Mỏng để cuốn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mỏng hơn đi. Đấy. Đó, mỏng đi rồi ha. Cảm giác cái miếng thịt luộc này chấm vào cái mắm còng này cũng ngon lắm ha. Cái mỡ nó bắn ra phê. À, tầm khoảng 4 đến 5 phút là cái tôm nó đã chín rồi. Là mình ra mình lột sạch. Món này này trước giờ em chỉ ăn cuốn với lại cá lóc thôi. Còn lần đầu tiên em được ăn cái con cá gọi là cá cha bần này á. Bần, đúng rồi, lần đầu tiên á. Nó chỉ ăn bần thôi hả anh? À, nó ăn cái bần chín của mình thôi. Cái bần chín á. Chín mà rụng xuống á. Còn ngồi vô cái sông nó không có cây bần thì nó chết hả? Không có, sông tại à, vì cái miền Tây này nhiều lắm, nhiều bần lắm. Chỉ có bằng. Rồi tép là chín rồi đó anh. Tép chín rồi. Thì mình vớt tép ra. Nóng quá hả? Ừ, thịt nóng còn nóng hổi mẫn luôn á. Rồi sẽ để cho nguội. Rồi, anh Lưu bỏ thịt đã luộc rồi vào trong xịa giùm em. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tới em lột con tôm này. Dạ. Lột xong để đây luôn anh ha. Rồi mình lột xong sạch sẽ mình để lên xịa cái bên thịt luộc luôn. Ủa còn gừng mình làm gì vậy? Dạ xong mình hoàn thành cái tép này, gừng mình sẽ để lên thịt luộc để mình ăn kèm chung. Tâm lý đấy, tâm lý ăn. Nè. Tôm ngon. Ngon lắm á. Ừ ngọt nha. Lát tôm trừ ngọt. Em một con tôm nha. Nó sao? Lát em được ăn tất cả món trừ ăn tôm ra. Vô ý vô tứ. Dạ. Chưa, người ta có gia đình tâm kỹ lưỡng mấy cái này lắm. Trời ơi. Trời ơi, cho cá vào cho cái bếp ga này nó nhanh chín. Cá nữa hả? Cá rồi kèo rồi đấy đó, mấy cái đồ nhúng á. Lấy cái đuôi nè, hay cái đầu. Lấy cái đầu cho đẹp. Đầu đi ha. Đầu cho đẹp đi. Ừ. Xong rồi mấy con tôm rồi. Đây, trời ơi. Rồi mấy mực nữa. Ốc. Rồi. Ốc, xíu ốc. Vừa rồi anh em mình ăn không hết được chỗ này đâu. Trời ơi, tuần trước thì cái nồi lẩu công tử cũng cái không, tuần này cũng rồi, cái không à. Đậy nắp lại luôn. Rồi, như vậy là nguyên liệu đã cho vào nồi lẩu rồi. Bây giờ trong lúc chờ nó sôi và chín ấy, thì chúng ta sẽ dọn lại cái gian bếp này để xíu bày biện những món ăn nhìn thật là bắt mắt, thật là ngon nha. Rồi, bắt đầu. Và bây giờ là phần đặc biệt quan trọng của chương trình. Mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng lấy sổ tay nội trợ ra để ghi lại công thức nấu ăn. Đầu tiên là món xịa mắm còng, tép thịt luộc, cá cha bần rang muối nổ. Món này về cơ bản cũng khá đơn giản. Chúng ta sẽ chuẩn bị các nguyên liệu như sau: tép tươi, thịt heo, cá cha bần và muối hột. Các loại rau rừng, rau thơm thật tươi ngon, dưa leo, chuối chát, khóm tươi, vân vân. Cách nấu thì cơ bản thế này. Chúng ta sẽ cho muối hột vào nồi, cho cá cha bần vào để lửa vừa đủ. Đậy nắp chờ cá chín vàng ươm.
thơm lừng là được rồi. Tiếp theo sẽ luộc tép và thịt heo. Sau đó thịt heo chúng ta cắt lát mỏng, tép thì lột sạch vỏ. Phần quan trọng nhất không thể bỏ qua, đó là làm một chén mắm còng với tỏi ớt. Đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có ngay một món ăn cực kỳ ngon miệng rồi. Món tiếp theo là lẩu mắm. Cực phẩm ẩm thực miền Tây sông nước chính là đây. Để nấu được một nồi lẩu mắm ngon và hương vị đậm đà, trước hết chúng ta chọn loại mắm ngon. Cho mắm vào một nồi nước nhỏ, quậy đều, nấu tới khi ra hết chất mắm. Lọc mắm qua dây để lược bỏ xương cá. Chuẩn bị các nguyên liệu tươi sống như thịt ba dọi, cá kèo, tôm, ốc, cà tím, nấm rơm, v.v. được sơ chế, rửa sạch. Đưa nồi lẩu lên bếp, cho hành tỏi băm, xả băm vào, lần lượt cho cá, thịt ba dọi vào. Bước tiếp theo, pha nước cốt mắm vào nồi nước dùng, đun nhẹ lên. Đây chính là công đoạn quan trọng nhất của món lẩu mắm. Vớt bọt nước thường xuyên để nước lẩu được trong. Sau đó cho một lượng hạt nêm thích hợp vào nước lẩu cho vừa ăn. Khi ăn lẩu mắm thì không thể nào thiếu được các loại sẵn có ở địa phương hoặc hái quanh nhà như là bông súng, cù nèo, càng cua, rau đắng, rau mác, bông bí, bắp chuối, v.v. Ăn lẩu mắm cảm giác như cả âm, cả dương hòa hợp trong món ăn. Hoặc có thể tưởng tượng đây là một kiểu phối hợp hài hòa văn hóa, mùi vị trong cuộc sống và một nồi lẩu thơm lừng vậy. Chúc cả nhà một bữa ăn thật ngon miệng nha! Trời ơi! Anh Tín đâu rồi anh Lâm? Gì? Anh Tín đâu rồi? Tính đâu? Ăn sao hết đó, tính rồi! Đây mà! Thôi chắc vợ kêu về rồi quá à. Thôi không có tính thôi, mình ăn luôn đi. Thôi anh! Kè. Như vậy. Vô kìa! Ồ đây rồi, may quá! Anh về Sóc Trăng đây, đây có đặc sản bánh bía. Rồi cảm ơn anh. Anh mà cứ như thế này thì tụi em lại phải ăn đấy. Thôi bây giờ còn chần chừ nữa. Thôi trước khi ăn thì mình cũng phải gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Tín ngày hôm nay đã bớt chút thời gian của mình tới đây để chỉ tụi em nấu hai món này, thật sự là xuất sắc luôn. Và trời ơi cái nồi lẩu này nhìn ngon nha. Ăn thôi anh ơi. Dạ, dạ em mời anh nhá. Rồi mời ăn đi nào, tự nhiên đi. Trước dân, nào. Người dân miền Tây là tự nhiên nha. Mắm còng ha. Mắm còng. Cái cuốn này là mắm nó quan trọng lắm á. Hay quá Tín ơi. Đây, đây, rồi xin mời mọi người ạ. Được rồi, được rồi. Rau là phải đầy đủ nha. Mình sẽ bỏ mỗi thứ một chút. Mọi thứ mọi chút. Dạ. Lá lốt. Lá lốt. Chút nhanh cá. Tay Tín ơi, đói bụng quá Tín ơi ạ. Chút nhít cá. Chứ anh. Cá. Anh chút hủ cây. Chút lá tía tô. Tía tô. Thơm thơm thơm. Và chút lá đinh lăng. Đinh lăng. Miếng thơm miếng thơm Tín ơi. Tiếp theo là mình đẩy thơm, thơm, dưa leo và chuối chát. Chuối chát. Đấy, mọi thứ miếng, cứ thấy mọi thứ miếng quăng vô thôi. Đúng rồi. Rồi, cá cá. Ừ, cá. Ôi, cá. Ơi, Tín ơi, là Tín ơi. Cái cá cha bằng này cảm giác cái thịt nó hơi màu da cam đúng không? Hơi hơi vàng vàng đúng không? Dạ đúng rồi, vàng vàng. Đấy. Rồi. Rồi. Wow. Ít chuối chát nè. Anh Lâm có làm cái chớ đâu anh không ta? Em à, không em tự anh bóc anh ăn em ơi. Cảm ơn Tín nha. Trời ơi mọi người ơi coi nè, đầu bếp người ta gói cái trời nó đẹp cái cuốn dễ sợ. Nhìn là hấp dẫn liền, khéo tay. Đẹp trai mà khéo tay đầu ra. Nào bây giờ mình ăn thử nha. À. Ít cái cá. Mắm. Cái mắm thì nó có ớt, tỏi rồi mấy cái con còng nó liên nguyên lên. Ăn thử nghe. Liên nguy ở đây đây em tép riêng thịt riêng tép riêng hay là anh đã chỉ tụi em hết. Đó thử cái cuốn của một người Bắc cuốn xem thế nào nha. Hay là mình cuốn thịt riêng hay là tất cả chung hết luôn chung, chung hết luôn cho luôn. Nó mới hòa quẹn vào nhau được chứ. Sao anh ăn thấy sao anh Lâm? Đặc biệt là cái mắm còng nè, nó rất là đặc biệt luôn. Thì đó giờ tôi chấm nước mắm nè, mắm tôm nè, mắm nêm, mắm nêm nè. Lần đầu tiên mình chấm mắm còng cái vị rất là khác. Khác là khác thế nào anh? Thì nó nghe mùi còng á, cái còng nó thơm. Rồi nó sọc lên mũi, cộng với cái chuối chát. Chát chát, cộng với thơm chua chua của chua, khế chua à. Của khế. Nó hòa quyện với nhau, tạo nên một cái món ăn đặc sản gọi là cực phẩm của Sóc Trăng. Rồi. Cá này ngon lắm nha. Ngon lắm á. Các bà, các mẹ, các chị ơi. Nè, cái thớ cá này. Chấm vào cái mắm còng một cái. Ngon. Thơm và đặc biệt nó béo. Ê cái lẩu nó sợ nó sắc lợ thôi mình ăn lẩu, lẩu đi. Thử lẩu đi. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức lẩu nha mọi người ơi. Đó bỏ rau vô. Mọi cái một ít thôi. Cái này là bông bí hả anh? Dạ bông bí.
rau dừa. Một cái rau đồ ngoài sông mọc rất là nhiều luôn nè. Đậu mắm là không thiếu rau dừa được. Đậu má, thèo lèo. Đây là đậu rồng. Đậu rồng. Bồn tươi. Bồn tươi. Ngon lắm nè. Rất là ngon, giòn tan nha. Thèo lèo. Giá thao. Cù nèo, ở đây gọi là cù nèo. Ủa sao dưới quê kêu giá thao ta? Của em kêu là gì? Thì em ngoài em không có. À cái này là gì? Rau càng cua. Càng cua. Cái kia có bông bông súng nữa. Bắp chuối. Bông súng. Ôi, bao nhiêu loại rau luôn đó. Hẹ lá. Cần nước. Nhiều quá. Cái này là năng. Năng. Cái lẩu nó hết thở được luôn nè. Tổng là bao nhiêu loại rau ở trong cái mẹt đó anh? Tầm 13, 14 rồi ra. 13, 14. Trời ơi. Ổn không? Ổn bạn ơi. Ổn áp nha. Ổn áp à? Rồi á. Không tin. Một miếng nước ơi. Rồi nha. Rồi xíu ơi, thử trước coi. Ổn thỏa nha. Alo. Ổn áp, ổn thỏa hả? Em không tin. Để em thử coi. Đây, cho luôn một miếng nữa. Rồi. Trời ơi, cá kèo này là ở Sóc Trăng mình luôn hả anh? Dạ đúng rồi. Vu nó béo lắm nha. Ăn cái ruột nó hơi đắng đắng, nó đắng chấm một cái mặn mặn xuất sắc. Nó bự và nó béo. Em nghĩ cá kèo này mà nấu với lại lá giang nữa cũng ngon lắm. Lâm kêu là lấy nước mắm cho Lâm á, sao tính im lặng vậy? Nước mắm đây. À, tại sao lại giống mắm của tôi chứ? Đây anh. Mình nhanh ăn một chai mắm luôn đi. Wow. Trời ơi. Cá kèo ngon lắm hả? Khá là khoa. Ngon lắm anh. Nhìn anh thưởng con cá kèo nó béo kinh khủng luôn á. Mập. Thả bông bí vô. Thả bông sen, bông súng vô. Trời ơi. Rau má nữa nè, trời ơi. Thôi, em ăn lẩu ngon rồi đó. Bây giờ em xin phép ăn một cái bánh bía nha. Phan hay dùng bánh bía. Ủa sao vậy? Trước khi mình dùng bánh bía, cho em hỏi là cái nãy giờ mình dùng cái món này là món gì? Rồi, anh Lâm, nói trước đi. Món này là món gì? Tại vì anh đang ăn á. Không, đang ăn gì nữa. Món này món gì? Will, món này Will, món gì? Will. Tiệm mắm còng, tôm, thịt, luộc, cá, trà bừng, rang muối. Sai rồi, cá tra bần đúng rồi, cá tra bần. Cá tra muối, đó. Rang muối nổ. Rồi, cho đọc lại lần nữa, đọc 3 lần không dấp nha. Tiệm mắm còng, tôm, thịt luộc, cá tra bần, rang muối hột, muối nổ. Sai. Tiệm mắm còng, tôm, thịt luộc, cá tra bần, rang muối nổ. Tiệm mắm còng, tôm, thịt luộc, cá tra bần, rang muối nổ. Tiệm mắm còng, tôm, mắm còng. Mắm còng, mắm còng. Nhanh quá, nó bị liều. Rồi tới anh nè. Sẽ mắm cầm, tép thịt luộc, mắm cầm, tép thịt luộc, cá cha bần, rang muối nổ. Sẽ mắm cầm, tép thịt luộc, cá cha bần, khế thịt luộc. Tức á. Tức luôn đó. Nói chung là ba anh em cũng nhớ được. Nhớ luôn rồi. Quá tốt rồi đúng không? Được ăn bánh cho anh. Vậy mày ba anh hưởng thức. Dạ vâng, em xin anh. Ồ, đặc sản Sóc Trăng nha. Nhắc tới bánh bía là phải nhớ ngay tới Sóc Trăng rồi. Dạ, mà anh Viu đi làm đi. Anh quay phim mới ở ngoài nói vào là ê ăn một miếng thôi để anh một cái nha. Dạ em sẽ ăn hết ạ. Ôi. Ở đây có 6 anh quay phim mà ai cũng nói để lại một cái. Trời ơi mấy cái này phải ăn nè, mấy ông ăn cái này nè, ngon lắm mấy ông ơi. Cái nào cũng ngon hết. Trời ơi. Ăn được bánh bía ngon lắm anh. Đây anh. Nếu bây giờ mình ăn bánh bía mình sẽ bị no bụng. Đúng rồi. Mình mỗi cái phải thử một chút rồi viện tiếng mời nhưng mà ngon lắm. Thôi rồi nó dẻo nè, có được cái bột nè. Rồi, nè nè. Ôi. Quyên cái trứng muối vậy bà. Nè mà ăn trứng muối đi. Không, ăn một lần không sao đâu. Anh phải ăn hết đi, ngon lắm. Đây, anh thử cái góc này trước một xíu rồi biết không? Đây. Đúng vị sầu riêng luôn. Nha. Quẹo nó dẻo. Đây, anh tính ăn trứng muối đi. Thôi ăn chung đi tính thôi. Đúng rồi, phải xem miếng đi. Không để tụi tôi rồi. Tính phải ăn hết cái bánh đó. Bỏ vô họng hết luôn. Tụi tôi đường xá xa xôi ở đây chơi với tính. Nhét hết cái trứng cút vô miệng á. Ăn hết. Đúng rồi. Rồi quá. Không sao đâu. Ăn hết ra luôn. Tính. Mà không nổi. Tính không nể tụi tôi rồi. Rồi xa xôi quá tới đây rồi. 4-5 tiếng tụi tôi xuống đường xá xa xôi. Kẹt xe, ngủ gà xuống đây mà giao lưu với tính. Vậy mà. Thôi anh uống ép vậy đâu ngon anh. Dạ hả? Thôi được rồi. Tính ơi, thôi xin lỗi tính ơi. Thương quá, tính hiền lành chất phép quá. Sao anh Kiêu, ngày hôm nay xuống tới đây lần đầu tới với ẩm thực kỳ thú.
ăn như thế này anh cảm thấy sao? Ngon nghe, dân dã nha, mọi thứ làm đều tươi mới. Tiêu chí của chương trình là khi mà khách mời tới là không bao giờ để đói bụng đi về. Ăn no, ngon, bổ, béo, khám phá được nhiều thứ, biết được nhiều nơi. Tính ra Khoa may mắn lắm đó, tham gia chương trình, mà tham gia đúng chương trình này luôn. Đúng. Mà đi rất là nhiều tỉnh thành là ăn hết tất cả mọi nơi. Em ăn hết đất nước rồi đó nhà Khoa. Mới gần hết thôi, anh nói câu nghe ghê quá. Tại nhà sản xuất khi mà tuyển chọn MC thì em là một trong những MC ốm nhất. Cho nên là nhà sản xuất thương nói là thôi cho thằng này nó đi cho nó ăn uống cho nó mập lên. Ngày hôm nay thì em thứ nhất là cảm ơn anh Will đã bớt chút thời gian xuống tới đây để trải nghiệm trong chương trình ẩm thực kỳ thú khám phá Sóc Trăng. Và đặc biệt cảm ơn anh Tín đã chỉ tụi em nấu hai món này cực kỳ ngon luôn. Và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Dương Lâm Đồng Nai, nhờ sự quen biết của anh mà hôm nay chúng ta đã khám phá được rất là nhiều nơi, ăn được rất là nhiều món cực kỳ ngon, cực kỳ bổ dưỡng. Và Khoa cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình ẩm thực kỳ thú. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng vào lúc 15 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì anh em tụi em xin phép được xin chào và hẹn gặp lại. Cholimex Food hân hạnh đồng hành cùng chương trình.